Thì đây là một cái tin tức mà bên phía FBI cùng với là Bộ Tư pháp cùng với lực lượng cảnh sát tại thành phố Houston, Texas. Rồi, như vậy là đã chính xác có rồi. Thì mày nói sơ sơ cái chuyện này, coi như là trong cái vụ này thì tất cả những cái lực lượng FBI của những người nào mà tấn công cái nguồn đồi mà Capitol của nhà quốc hội, nhà tòa nhà quốc hội của Mỹ đó, thì họ không bao giờ họ tha thứ và họ đang truy lùng ráo riết, kể cả cảnh sát. Và hôm trước có một cái ông đương nhiệm về vấn đề coi như là mình nói là kêu dân biểu quốc hội gì đó của cũng bị luôn. Nói chung là từ cấp nào không cần biết, nhưng mà khi đã tham gia cái vấn đề này thì họ đã truy lùng ráo riết. Thì ngày hôm qua hôm kia cũng nghe trên một cái đài của ai ta, của ai không, nhưng mà hình như anh Peter anh biết, thì họ đã vào ở ở ở đâu ta, ở ở Cali hình như phải, họ đi tới một cái chùa, ở trên cái chùa nó có treo một cái lá cờ cờ vàng ba sọc, thì họ vào đó họ đi lùng sục và họ đi cái gì đó, chắc họ tin được tin mật báo cái gì đó không biết, chùa đó chùa của ai anh mình cũng không biết. Như vậy để chứng tỏ là họ không họ 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 làm việc rất là căng và họ không tha thứ bất cứ một người nào. Thì cũng theo lời của ông Xuân Nam là cái giám đốc cái đài của truyền hình Cali đó, và họ đã đi lùng sục và bắt nhiều người Việt đã bị rồi, như mấy chục mạng rồi đó. Và không ngừng ở đó, họ đang truy lùng ráo riết trên toàn quốc tất cả những người nào mà đáp máy bay đi qua bên đó để biểu tình, họ truy lùng những cái vé máy bay và họ đi tìm địa chỉ. Nói chung là rất là căng, bệnh tật rất là căng. Bây giờ em có lên được không? Từ anh mời em nha, lên nói một vài câu coi, lâu quá anh gặp em cũng nhớ mày quá trời đất đó. Lâu lắm mày bỏ tao, mày không có chịu gì. Em ok cái em cứ đưa em lên, không là gửi request đi tao cứ đưa mày lên. Trong lúc mà chờ đợi anh Peter anh kêu để lên đi. Tình hình nước Mỹ bây giờ nó đang ok vậy thì thôi. Rồi thì có ai muốn lên mà. Rồi, chào An Trần, chào tất cả mọi người ở dưới nha. Thì đầu tiên là mình nói về vấn đề anh cảnh sát này. Ok Long ha, cho ok lên luôn. Long nghe. Vâng, con chào bố. Hello, chào con. Xin chào okay. Tất cả mọi người ở dưới nha. Tắt cái TV đi. Đang làm xem TV, thấy báo đi. Tình hình bên Mỹ thế nào rồi bố? Thì hồi nãy giờ ta cũng chia sẻ là rất là bất ổn, và có những cái mà hiện giờ thì cái chủ yếu bố lên like là coi như là hiện giờ FBI và tất cả những cái cơ quan mà ban ngành của Mỹ mà nó đang truy lùng, nó đang truy lùng tất cả những người nào mà coi như đã họp vào đi biểu tình trên ngọn đồi Capitol, cái tòa nhà quốc hội đó. Thì ta mới vừa cho biết rằng trong đó kể cả cảnh sát gốc Việt cũng bị luôn. Tức là nó không có tha, tức như là không, anh làm bất cứ chuyện gì. Và có một ông mình nói là dân biểu đó, dân biểu của cấp Arizona là gì đó, cũng bị dính líu vào đâu, và bãi nhiệm. Chào ai ở Việt nha, chút xíu mày lên cho ai ở Việt. Thì nói chung là họ không tha thứ bất cứ ai. Tất nhiên là họ làm rất là nặng và là căng, mẹ không, họ không có chừa bất cứ một người nào. Thế cho nên vì chuyện ra thì mình lên đây mình báo cáo với lại các con các cháu ở Việt Nam, với lại ở những người nào bên này, thì mình thấy rõ ràng đó là một cái sự ảnh hưởng mà gián tiếp cho cái cộng đồng người Việt mình bên này. Những người Việt mà mình coi là oan uổng là họ không hề biết, mà họ không cũng không có bao giờ chính lý lý chính trị, nhưng cái tình hình như vậy thì cũng giống như tôi nói hôm trước, người Mỹ hoặc là những cảnh sát Mỹ họ nhìn người Việt mình bằng cọp mắt không thiện cảm. Nó bị nhại hay sao bố ạ? Chắc là con á, phone con làm sao á, ok. Đúng rồi, có anh Peter vào rồi. Vâng.
Peter Nguyễn vào rồi thì tao đã hợp đồng với ông này để lên nói những cái chuyện đó, thì Vâng, con ok, xuống thế đi, thì để con xuống để con cho xuống bác đi để Peter cho lên. vào, đúng Vâng. rồi, để rồi xong rồi có gì được tụi con lên bổ túc sau. Ok rồi. Rồi. À, ông sáng ra ông có uống thuốc cường dương bổ thận gì hết mà sao đứa cái nhấp nhai nhấp trái nó chưa chịu lên vậy cha? Ông bạn già tôi khổ quá, tôi đã bị rồi gặp ông nữa. Sao vậy? Ráng lên đi, lên 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 đi. Ok rồi rồi rồi, được rồi. Ồ, tôi tưởng đâu lên được rồi chứ. Bây giờ ngược lại anh nghĩ là bây giờ anh quay với nó coi mình cái hình ảnh mình sao, chắc phải quay lại mà. Anh quay lại đó đó, vậy đúng đó, vậy là đúng rồi Ok. đó. Ok, anh đang ngồi ngoài đường hả, ngoài sân hả? Bên ngoài này phơi nắng. Thời nắng ở bên tôi đang tuyết nó đang rơi ở phơi nắng Vậy chứ. hả? Bây giờ phơi nắng. Ok anh, được rồi đó. Anh rồi, ok rồi Ok anh. rồi anh nói đi. Ô, bắt đầu nói nhá. Ô Rồi anh chào, nói đi. ô chào anh Cầm, chào quý vị, chào các bạn. Anh nghe mình rõ không anh? Nghe rõ. Ok. Chuyện gì nhỉ? Hôm nay có hai cái chuyện của người ở trên đất Mỹ mình, có hai cái chuyện của mà người Việt Nam mình. Tôi Rồi. nghĩ là nhiều chứ phải không, nhưng mà thôi ngày hôm nay mình chỉ nói hai cái chuyện này thôi, hai chuyện của hai người Việt Nam mà ở trên đất Mỹ này mà nó dính líu đến những cái chuyện rất là to lớn, vĩ đại, rất là to, thật là to. Việc rất lớn của đất Mỹ mà 46 năm nay tôi ở đây là chưa bao giờ tôi nhìn thấy, là hai chuyện thưa anh. Chuyện là sáng ngày hôm nay là tôi nghĩ chắc tối ngày hôm qua, sáng ngày hôm nay, sáng ngày, tối ngày hôm qua là ở Houston anh. Họ đã bắt được một người cảnh sát, sĩ quan cảnh sát mà còn đang làm việc á, 18 năm anh. Và là ở trong cái đoàn quân nổi loạn, phiến loạn anh, tràn vào điện Capitol. Thì họ chỉ bây giờ mình chỉ nghe được tới đó thôi. Rồi khi mà ông trở về lại Houston nó làm bắt ngay tại chỗ, đã bắt ngay, tôi nghĩ ngay phi trường. Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ ngay phi Thì trường. hôm trước anh tôi cũng đã nói rồi, cái tòa nhà quốc hội đó nó lắp đặt camera rất là dày dặn, nghe nói tới 200.000 cái là anh đi chung quanh cái Cái đó, gì kể cả ở ngoài đường hả. 200.000 cái anh? Vâng, có nghĩa là nó không phải đơn giản mình nghĩ gì đâu, đỡ bị gì, cái tòa nhà nó rất là quan trọng đối với nước Mỹ, cho nên bị ra cái camera nó dày dặn kể cả ngoài đường và ở trong, thành ra bây giờ hầu như là không thoát ai đâu nè. Theo tôi nghĩ nó cái chiếc cái camera ra là tất cả những khuôn mặt đều bị hết, thậm chí có thằng nó quá trang, nó bịt mặt lại, nó bịt mặt lại rồi nó làm đủ trò hết mà nó cũng lôi ra cho bằng được, thấy không, rất là hay. Mà mình cái điều này mình nói thì mình bị nói với anh một cái câu như vậy, nói như vậy để hiểu rằng ở đây nó không có từ bỏ bất cứ ai cả, dính líu tới đó là nó lụm hết. Và hôm trước tôi cũng nghe nói là có một cái ông dân biểu vừa mới thắng cử nhận chức luôn, nó cũng quất luôn, đại diện nhân dân gì nó làm búa luôn. Bây giờ bất cứ ai mà dính líu gì đó nó không nể nữa, có nghĩa là anh làm ở đâu, bất cứ làm vô chính quyền gì nó cũng búp hết. Là bởi vì sao, là vì cái tòa nhà này nó không đơn giản như là ý tôi muốn nói, là họ rất là coi thường, họ họ không hiểu được cái phong sông, tức là cái mà sự mà quy lực của cái tòa nhà này. Dạ, cái tòa thưa nhà anh. nó đại diện cho cả một chính thể nước Mỹ, và kể cả từ bao nhiêu năm nay trên thế giới nó rao nhân quyền, rao tất cả là cũng lấy cái chỗ này để mà nó rao ra. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là tất cả những cái gì mà thuộc về hành pháp, bắt về bộ luật này, ký văn bản này tối cao pháp, những tất 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 tần tật, thậm chí xuất thân từ tổng thống cũng ra, bắt đầu cái tòa nhà này đó đóng bọc nó ok,
thì tổng thống nó mới được nhậm chức. Vậy mà những người này lại thiếu hiểu biết và xông vào đó. I'm live. Ok. À, tôi nghĩ đó anh là đấy thì đại khái là mình muốn thưa với anh là ông là ông Việt Nam, tên cũng là Phạm Tâm. Phạm Tâm buổi sáng này tôi dạ buổi sáng này tôi coi được một đoạn rất là ngắn, chưa tôi chưa coi hết của anh Trịnh Quốc Thiên, ảnh tại vì anh ở Washington DC mà. Thế thì ông mới ra lại cái chỗ biểu tình rồi ông live đại khái như vậy là tôi coi đã quá, nhưng mà tôi chỉ coi được có một khúc đầu thôi, mấy khúc sau lịch mình phải mình thì thưa anh thế này. À, đó là một chuyện của người Việt Nam mình, mà tôi nghĩ là không phải là một người anh, là tại vì đó là ở trong đó là toàn rất nhiều quân đội, cảnh sát đang làm việc và cảnh sát đã nghỉ, đã về hưu rất nhiều thưa anh. Tại vì vậy thì tại vì vậy mà mới có cái chuyện là cái đoàn quân nó khi mà họ tiến vào đó anh, thì tôi đã nói với anh hôm nọ, trời ơi mình nhìn thấy người ta mở đường ra mà, mình nhìn thấy ông cảnh sát đứng chụp hình vui lắm mà, selfie bạn mà, thì là mình đã có nội ứng trong đó từ lúc đó anh. Thì bây giờ hồi đó mình nói vậy, bây giờ mình nhìn nè, buổi sáng ngày hôm nay là mình nhìn coi là nội họ họ những cái sức mạnh này họ liên kết với nhau như thế nào, chứ mà anh tiến vô qua điện một cái điện mà quan trọng nhất của Hoa Kỳ mà anh đi vô anh không tốn một giọt máu, anh chỉ chết có một hai người thôi. Cô Ashley Babbitt biết là cái cô mà chiến sĩ đầu tiên mà cô chết là dưới đó. Cô 35 tuổi anh, cô sinh ở đây và cô lớn lên ở đây. Tôi nhìn khi mà tôi nhìn thấy cái chết của cô ấy thì tôi lại nhớ lại cái tên ông anh rể của tôi, ông Văn Đăng Châu, ông chết ngay trước cửa thành Cộng Hòa. Ngày chính biến ngày 11 tháng 11 năm 1960. Bao nhiêu người chết trong đó tôi không biết, nhưng mà đấy năm 60 tôi nhớ một người tên một người chết, Văn Đăng Châu, đàn ông Việt Nam cỡ chừng 23 tuổi, đẹp trai cao lớn. Và ngày 1 tháng 6 ở dưới San Diego này, thưa anh, 60 năm anh, ở dưới nơi cho tôi ở đây là từ lúc mà tôi lập gia đình như này anh, từ năm 1961 à 1980 mà tôi ở đây liên tục thế này, tôi không có đi đâu cả. Mà cái cô Ashley Babbitt đó, mà cái năm mà cô ấy sinh anh, thì tôi nghĩ là con này sinh, cô sinh năm 1985 á, thì là bằng cái lứa tuổi con của tôi mà anh. Thì đấy là tôi nói là cái chuyện mà cái sự trầm trọng mà khi mà tôi nhìn về cái ngày 1 tháng 6 đó, rất là trầm trọng thưa anh, ngày 6 tháng 1 đó. Nhưng mà thế này thì anh à, bây giờ mình nói chuyện với một người thứ hai nữa, về mà một người Việt Nam, đàn ông Việt Nam cỡ tụi mình, anh với tôi, đời hồi đi chiến tranh đó, trước năm 1975 ngày có cầm súng bắn nhau, có người thấy mùi thuốc súng anh, rồi mình chia sẻ với nhau là cái mùi thuốc súng mà khi mày hít vào là mình như nổ cơn điên, mình bắn coi như là mình quên mất ai là mình, quên mất cái nỗi sợ hãi. Yes, đấy mình còn nhớ san sẻ với nhau mà. Thì đấy ông Nick Wood, mình nói người đàn ông thứ nhì mà nó ở trên đất Mỹ này, ở trên California gần chỗ tôi, sáng ngày tối ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, 2 tiếng đồng hồ trước khi ông tổng thống Trump ông bị kêu ra tòa luận tội xử án về cái tội chia cắt đất nước. Và thì cái hành động cuối cùng đó anh, thưa anh có chắc anh nhớ là cái hồi đấy Việt Nam mình có cái tấm hình em bé Napoleon của ông Nick Wood. Tấm hình đó thì nó thiệt ra là nó được bao nhiêu giải thưởng rồi, từ năm 1993 là nó được cái giải thưởng Pulitzer rồi mà đấy, 73, 74 gì đó, tức là nó có cái giải thưởng rồi, thành thử nó mới nổi tiếng. Thì là cái việc buổi chiều ngày hôm qua ông Tổng thống Trump, ông phát một những cái phần thưởng cao quý nhất của cái nước Mỹ. Cao quý nhất là Medal of Honor. Thì một
cái người mà ông bao giờ ông cũng đang ngắm tới là cái chuyện này tôi biết, tôi nghe từ năm ngoái rồi, nhưng mà năm ngoái nó không xảy ra thì tới bây giờ nó mới xảy ra, thì là mình càng lại thâm hiểu thêm cái sự cái, những cái gì mà nó có dính líu cuộc đời của tôi mới được cuộc đời của anh, cuộc đời của cái Việt Nam, cuộc đời của cái xứ sở này. Anh cầm 2 tiếng đồng hồ trước khi ông Trâm ông bị truất phế, coi như là truất phế, 7 ngày trước khi ông rời khỏi Washington tòa Bạch Ốc, cái hành động cuối cùng của ông ấy, ông trao giải thưởng cho anh Nick Wood, tay ông cầm cái bảng cô bé Napan, chiến tranh ngày xưa năm từ hồi đó, chiến tranh đó nó xảy ra nó giữa anh ở 10.000 cây số ở một phương trời rất là xa lạ với người Mỹ anh. Người Việt Nam mình nó không có làm gì với người Mỹ cả. Tự nhiên này, bom đạn đổ về đất Việt Nam, đúng sai phải trái, bằng lòng hay không bằng lòng, hiểu hay không hiểu cái chuyện mình không nói tới, mình chỉ nhìn thấy là một sự kiện như vậy và một sự kiện như vậy. Anh cầm à, khi mà tôi nhìn ông Tổng thống Trump mà ông giao cái ông trao cái Medal of Honor cho ông Nick Wood đây, tôi rất thương ông Trump anh ạ. Tôi thương ông á, thưa anh, để cho mình nói hết, tôi thương ông á là từ cái ngày mà ông tổ chức cái hoa hậu ở Nha Trang đó anh. Tôi thương ông lúc đó nữa, ông này tôi nhìn ở đây bao nhiêu năm, mình ở đây bao nhiêu năm anh. Mình kiếm coi có ông Mỹ nào ông về Việt Nam, ông làm ăn, ông nối lại cái nhịp cầu. Ông nối lại cái đường bay anh, nó nối lại nhịp cầu. Anh nhớ ngày xưa mình qua bên này nè, mình ở đây nè. Có bao giờ mình nghĩ ngày nào mình bay được về Việt Nam anh? Tôi, anh không biết sao mà tôi thiệt cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái chuyện đó. Thì đó là bây giờ tôi nói chuyện ông Trâm. Thì cái lần đầu tiên mà tôi thương ông anh là khi mà ông tổ chức cái Hoa hậu Thế giới ở Khánh Hòa, ở Nha Trang. Lần thứ nhì, tôi nghĩ là ở Nha Trang. Tại anh biết tôi lâu rồi. Thì sau cái đó anh có một cái cô, có một cái bà Việt, có cô Việt Nam rất là trưởng thành và rất là giỏi rắn từ Việt Nam qua. Ở trong cái chương trình đó cô ấy không quên mất tên, nhớ mặt, nhớ giọng nói, nhưng mà điều ông cố qua đến bên này, cố đến cái Trâm Tower của anh. Ông vào văn phòng ông cố cảm ơn ông Donald Trump anh cầm à. Trời ơi, tôi nhìn người ta mà tôi nói thiệt, tôi nói tôi không biết nói làm sao đó cha. Đấy là cái lần đầu tiên nhé. Không biết bao nhiêu năm về trước mình quên rồi. Đấy là một lần đầu tiên tôi thương ông Trump. Đến khi mà tôi thương ông Trump lần thứ nhì đó anh. Là anh biết mà khi mà hồi ông làm tổng thống đó anh cầm à. Ông lên làm tổng thống năm 2006. Cuối năm 2006 ông về Việt Nam, ông dự đại hội gì đó ở đâu Đà Nẵng ấy, của mà toàn nguyên thủ quốc gia. Lúc đó cái buổi họp, cái buổi hội ở đó đó anh, ở Đà Nẵng đó, năm đó mới 2016, cuối năm 2016 anh, năm đầu tiên của ông lên làm nhậm chức mà. Không thì ở đó là cái khi mà hồi đó là còn ông Trần Đại Quang làm chủ tịch nước, tại vì nó gần quá thì thử mình nhớ. Lúc đó có ông Putin ông tới anh. Lúc đó có ông Tập Cận Bình ông tới đó anh. Lúc đó tôi nhìn ở bức hình là có ông chủ tịch nước Trần Đại Quang, đại tướng Trần Đại Quang. 4-5 người, một người nữa mình, một người nữa là ông Úc hay ông nào, ông thủ tướng Úc. Khi mà tôi nhìn thấy ông Trâm mà ông về Việt Nam là hồi đó đó thưa anh. Thì thật đó, bây giờ đó, bây giờ cái chuyện nó xong rồi tôi mới nói. Ông biểu là ông về đây mà ông nói bây giờ Peter à, tôi nói ông làm cái chuyện này coi. Trời ơi, tôi làm liền chứ làm gì ông anh, tôi mang ơn ông biết bao nhiêu mà anh. Đấy là cái lần thứ nhì nhá. Còn cái lần thứ ba nữa anh cầm à. Lần thứ ba là cái năm cuối năm 2019. Khi mà 18, 19, 19 ạ. Khi ông chọn, ông đang thiết lập lại hòa bình với Bắc Hàn anh, Bắc Triều Tiên.
trời ơi, Bắc Triều Tiên mà anh, người Mỹ họ đánh nhau ở trên đó là mấy chục năm này rồi, từ hồi mà năm 1955 khi mà họ phân đôi cái đất nước của người ta ra ở cái con sông Áp Lục đó anh à. Làm từ lúc đó đến bây giờ, đến khi mà ông Trump tới Việt Nam đó, là từ lúc đó là người Mỹ với người Đại Hàn là họ ta đã sửa soạn, họ đánh nhau. Không có một cái biên giới nào mà nó căng thẳng mà nó như là cái biên giới của Bắc Hàn với Nam Hàn. Anh cầm mình bạn nhìn bạn muốn điếm đấy, đời của anh, đời của tôi, anh bây giờ anh nhắc lại cái chuyện bạn muốn điếm mà tôi đến Đại Hàn đầu tiên một lần ở Đại Hàn, khi mà tôi bay từ Mỹ về rồi tôi khi mà tôi đến Đại Hàn tôi hỏi là bây giờ tôi đến đây tôi muốn đi qua cái bản tới bản muốn điếm được không, ông nói không có được đâu, tôi không biết, ông muốn trợn mắt lên cha, nhưng mà thôi. Cuối năm 2019 anh, tôi về Việt Nam, tôi dự, thì khi tôi đến anh, những cái bản biểu hiệu, những cái lời chào đón, những cái cờ quạt để mà chào ông Trump từ phi trường về tới Hà Nội, về đến cái khách sạn là gì đó quên mất rồi, mà để họp với ông Chủ tịch Kim Chính Ân đó, tức là bà Peno bản hiểu biểu hiệu mà lời chào mừng biểu ngữ còn đầy ở đó mà anh còn mình còn ngửi thấy mùi sơn mà thưa anh cầm. Ba lần ông Trâm ông làm tôi thương ông anh. Lần tôi nghĩ là đây là tôi không biết sáng ngày hôm nay có thêm chuyện nữa. Ông mang cái chuyện của Việt Nam ra ông nói anh. Mà ông nói là cái điều này là ông nói là từ lâu rồi chứ không phải là ông mới nói bây giờ. Ông Trâm nói thưa anh, bây giờ hiện tại bây giờ là tội lỗi của ông làm ở đất Mỹ về thì rất là nhiều. Nhưng mà cái điều mà tôi luôn luôn ghi ơn và tôi ghi nhớ này là thứ nhất đó, là ông đã chống lại cái chiến tranh Việt Nam kể từ hồi ông còn là học trò, học sinh. Ông chống đó, thưa anh, từ hồi đó, từ ngày ông mới lớn lên khi mà ông gia nhập, ông vào cái trường thiếu sinh quân nổi tiếng nhất, giàu có nhất của đất Hoa Kỳ này, để ông khi ông ra khỏi đó thì ông làm lãnh đạo. Và ông chống chiến tranh mà từ chiến tranh Việt Nam ông chống đến cái cuộc chiến tranh bây giờ này, 60 năm sau, đến bây giờ ông vẫn còn chống. Và tại vì sao ông chống anh thưa anh? Tại vì ông ấy, tôi nghĩ ông rất yêu hòa bình. Tôi nghĩ vậy. Thôi giờ mình ngừng đây. Cảm ơn rồi anh mình nhờ anh nói thêm cho mình nghĩ chút. À, này có, tôi bổ túc anh thêm cái chỗ này nữa. Cái điều anh nói tôi hoàn toàn đồng ý. Thì cá tính của ông này thì theo tôi nghĩ là không có cái chuyện gì mà ông không có dám làm. Nhưng mà cái bản chất của ông này là không thích chiến tranh. Tôi đồng ý anh cái điều đó. Và tôi cũng giống như anh, cảm ơn ông qua Việt Nam và cầm lá cờ phất lên. Đây cái là cũng nói một cách nôm na là ông có một cái gì đó thiện cảm đối với Việt Nam. Cái điều đó tôi cũng đồng ý hoàn toàn với anh luôn. À, thế thôi, nhưng mà anh nói chuyện về nick Úc á, thì anh phải hiểu điều này. Nick Úc á, là đối với cái người dân á, thì họ không biết sao, nhưng mà đối với những cái thể chế của quân đội Mỹ hoặc là những người mà cầm đầu nước Mỹ thì họ không thích lắm. Họ không thích lắm là bởi vì nick Úc là một người phản chiến đó. Thì cái theo tôi nghĩ là cái hôm nay mà anh nick Úc á, mà anh được một cái huy chương như đó là tôi nghĩ là một cái phản kháng yếu ớt của một cái ông tổng thống mà sắp mãn nhiệm kỳ. Có nghĩa là giống như kiểu như là mà đối lập á, có nghĩa là tao không thích, mày không thích hả, đủ tao kiểu giống như là làm cho những cái mà đối anh mình nói rõ ràng đây là chính phủ Mỹ hoặc quân đội Mỹ từ xưa giờ tham gia chiến tranh Việt Nam thì họ không thích. Nói một cách đúng ra là họ không thích Nick Úc lắm, là bởi vì có những cái bức hình mà như là gây ra cái vấn đề mà biểu tình nội chiến ở Hoa Kỳ lúc mà chiến tranh Việt Nam xảy ra. Bởi vì người dân Việt Nam, người dân Mỹ này thấy những bức hình tàn khốc như vậy của chiến tranh Việt Nam và họ mới nổi loạn lên và họ kêu con em họ về, mới xảy ra cái những cuộc biểu tình khủng khiếp. Đúng rồi. Đúng không? Thì họ không thích gì nó ít đâu. Nhưng mà cái ý tôi muốn nói là cái ông này sắp sửa ông rớt ghế, ông rời ghế rồi. Thì ông muốn phản kháng lại, biết trước sau vậy quá, nhưng mà ý muốn nói là ông muốn nói là một cái điều là tao
đưa lên một cái một cái vinh danh cái ông này cũng giống như một cái lời nói, giống cái kiểu như là đối lập đối với lại cái chính phủ hiện giờ vậy thôi. Còn riêng cá nhân mình thì đối với anh thì tôi cũng đâu có ghét bỏ gì ông Trump đâu, không cuồng Trump cũng không ghét bỏ, như cái nào ông làm về đất nước Việt Nam thì tôi xác nhận cái điều đó là đúng, nhưng mà đối với người dân Mỹ thì ông hoàn toàn có lỗi, cái điều đó là luận tội là đúng rồi. Và cái điều luận tội của ông á thì ở đây tôi nghe nói luật sư Nguyễn Hoàng Duy nó có nhiều cái vấn đề mà ở bên phía dân chủ cũng coi như là thanh trừng ông một cách nói một cách nôm na là hơi tàn bạo. Có nghĩa là gì? Trong một cái thanh trừng mình phải hiểu là có nghĩa là khi ông đương chức á, qua cái lần mà luận tội thì lúc mà ông đương chức thì mới gọi là luận tội, chứ khi mà ông đã xuống rồi thì không còn cái chữ luận tội nữa. Và cái này người ta làm để tôi hiểu rằng ở trong cái lịch sử nước Mỹ có một vị tổng thống mà trong nhiệm kỳ mà có hai lần luận tội, đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là người ta muốn đưa cái chuyện này vào trong sách giáo dục của nước Mỹ luôn, có nghĩa là một người tổng thống của mà ghi vào những cái chuyện mà rất ư là mình nói gọi là như là sao nó lập dị và nó khác biệt đối với những người tổng thống khác, để và đưa qua nó tự tựa giống như kiểu giờ đưa vào cái trường học luôn. Thì đó là những cái lời mà tôi nghe lại thì trước sau gì còn vài ngày nữa thôi thì cái chuyện ông cũng xuống, nhưng mà những cái ngày nữa thì cái chuyện đáng lo tôi nói với anh nghe là gì là thì mới đây thì tôi mới đọc lên một cái tờ báo thì hiện giờ của ấy thì nó FBI nó đã phát giác ra ba cái cuộc chuẩn bị để mà tấn công vào cái đó ở cái ngày nhậm chức của cái ông kia đó. Cái bởi vậy cái đó thực tình là coi như hiện mình đang lo chỗ là nó lại bạo động và nó có thể xảy ra những cái chuyện mà chém giết lẫn nhau, mình đang lo cái vấn đề đó. Thì chắc là lẽ bên phía chính quyền thì cũng em thấy cũng đang trang bị dữ lắm anh, có nghĩa là 15.000 quân đã về kéo về đã mà 20. Bảo vệ cái 20. 20 hả? 20 ghê lắm, bổ sung là 20.000 quân kéo về để bảo vệ cái ngày lễ nhậm chức của cái ông Joe Biden đó. Thì không biết từ giờ đến đó thì không hiểu như thế nào cả, nhưng mà mình thấy tình hình nó rất là căng. Căng là ở chỗ là không biết là bây giờ nó xảy ra cái chuyện gì nữa hay không. Mình là người dân cho nên vì đó mình cũng muốn là cái điều gì nó cũng êm, nó kết quả cho nó êm ái đi. Đúng rồi. Ở đây nói thẳng với anh, rõ ràng là điều đó anh. Nói gì thì nói, mình là người dân, mình thuộc về dân nhập cư. Làm gì làm, mình không phải là mắt xanh mũi lỏ, mình cũng không phải là tóc vàng, cho nên vì đó mình chỉ là người dân nhập cư. Cái thứ hai là cái chuyện này là cái chuyện của người Mỹ, nước Mỹ vậy. Mình đúng ra là mình không nên dính dáng vào. Theo nguyên tắc của tôi là vậy, bởi vì khi dính dáng vào nó có những cái hệ lụy. Bằng chứng là anh thấy rõ ràng không, cái cờ vàng ba sọc đó, mà để lên kia là bắt đầu từ bây giờ nó truy quét, nó làm đủ trò hết, anh thấy không? Cái là nó truy cho tận cùng luôn mà. Chứ vì cái đó thì mình nói với anh có kiểu là mình chỉ khuyên là giữa người đó nên xa lánh cái lá cờ đi, càng xa càng tốt, bởi vì nó chẳng có đem gì lợi lộc, giống như anh nói vậy đó. Rồi ok, tôi cảm ơn anh đó. Thứ hai nữa còn cái chuyện gì nữa ta? Chỉ nhắc lại thêm lần nữa anh Cầm, nói anh em mình này cái khác, mình phải cách mình ra khỏi cái cờ vàng đó, mình bắt nó ra, mình cách ly ra nó ra khỏi sinh hoạt của mình. Rồi mình cách ly ở trong nhà rồi. Tại vì không, nếu lá cờ mình đó quý, này, mình quý. Tại vì thì giờ mình có nói như vậy là chỗ nào tới, chỗ nào mà nó có cái đó là mình không có dám tới đâu. Tại vì cái lá cờ đó đây nó bằng cái lá cờ của Liên Quân hình chữ X, với lại cái lá cờ mà tức giận đó là đông đông thì đừng có đạp nó người đó, đó là thì nó mình nó là ba cái thằng đó, mà cái thằng mà mình nó là cái thằng mà nó chú ý nhất. Là tại vì sao? Tại vì là mà thằng mình là thằng mới nhất, tại vì nó đánh nhau bao nhiêu năm rồi, nó chỉ có mấy ông Mỹ thôi chứ không có ông Việt Nam vào. Thành thử là bây giờ là nó nhìn thấy nhất rồi, nó không phải gì cả, nhưng mà tại vì mình mới quá thì nó nhìn vậy thôi, rồi nó tìm hiểu thôi. Nhưng mà có điều thế này thưa anh, là chuyện không phải là cái sự mà của chính quyền Hoa Kỳ họ xử lý cái hành động cái cuộc bạo loạn này, chuyện không phải vậy anh. Chuyện là bây giờ đó thưa anh, là kẻ thù của 51 người dân Mỹ, mà trong 51 người dân Mỹ đó tôi coi đó là họ nói là bên phần trăm, đúng rồi, 51% người Mỹ, thì là anh thử tưởng tượng là nửa nước rồi, một nửa nước. Bây giờ mình nói là dụ bây giờ nó 100 triệu thằng người lớn đi,
nói thì một nửa nước như vậy là 100 triệu người từ 18 tuổi đến còn đến khi chết. Trong đó đấy chỉ cần 1% mà nó giết mình thôi, nó giết cái lá cờ đó đây. Là nó cư xử rất là nặng, mà cái đất này đó, tôi nói thưa anh thế này này, nói thưa anh và thưa các bạn và thưa quý vị này, một mỗi một căn nhà nó thì đại khái là nó có khoảng chừng từ một từ hai khẩu súng trở lên. Và súng đạn và đạn thì đầy đủ. Họ cái xứ sở này họ rất là violent, tại vì sao anh? Violent cái sự mà bạo động ấy thì ai cũng có cả, và nó đại khái như nó bằng nhau. Nhưng mà tại vì khi mà mình bạo loạn nó, mà mình là có vũ khí trong tay đây, cái chuyện nổi loạn nó rất là dễ nha. Và cái chuyện giết nhau nó rất là dễ. Đồng bào mình bây giờ đó, đây tôi mượn cái diễn đàn của anh, tôi nói cái đồng bào của mình các cơ quan làm việc business làm ơn gỡ cái lá cờ xuống đốt, mang về nhà đốt ra rồi bỏ vô nước rồi quay ra rồi bỏ uống vô trong lòng, đừng có mang ra nữa. Rồi, ok. Tôi chỉ nói vậy thôi đấy anh. Dạ. Bây giờ anh nói anh em vậy. Thì, đúng rồi. Thì cái đó là các bạn đã nghe anh Peter Nguyễn đã nói rồi. Bây giờ nếu mình yêu quý lá cờ đó, đây, tôi với anh Peter cũng một thời phụng sự cái lá cờ đó, nhưng mà cái lá cờ nó không còn trên quả đất này nữa và nó đã chìm vào quên lãng rồi. Chúng ta cũng không nên đưa lá cờ lên, và chúng ta cũng không nên để cho nó ngủ yên đi, đừng có để lên nữa. Bởi vì khi anh moi móc lên và anh làm cái điều đó, chẳng là chẳng chẳng làm được cái gì cả, mà để gây thêm một cái sự mua thù chuốc quán, giống như kiểu như anh Peter nói là một người bạn Mỹ của anh ghéo tới đó. Nó mới nói mà coi vậy, mày cứ biết rằng cái lá cờ người Việt của mày hiện giờ, người Việt Nam của mày đang ở Cali đây, đã bị 51% người Mỹ đã ghét không? Mình thấy là mình nổi ôi, có nghĩa là tự động mình lấy cái dây thần mình trồng vô cổ mình đi mình kéo ra. Cái này rất ư là vô lý. Thành ra vì cái đó anh ra không biết nói sao, nhưng mà những người tôi nghĩ là chắc là những người đi đâu hoặc làm cái gì thì cũng đừng nên đem lá cờ ra nhiều quá. Từ trường hợp những chuyện mà tổ chức hội chợ xuân này kia thì ok, thì được, đó là cái cộng lá cờ của cộng đồng thôi, chẳng có là cái gì hết trơn á. Thì cảm ơn anh đã chia sẻ cái điều đó và nói thêm về vấn đề, anh nói thêm vấn đề luận tội của Tổng thống Trump đi. Thưa anh, thì giờ là đại khái là bên Hạ viện đây ngày hôm qua đó là họ thông qua một cái quyết định rồi mang này ra tòa. Thì giờ chẳng hạn như giờ anh bị bắt ha, thì cảnh sát nó bắt anh, và họ bắt anh 5 ngày như vậy đó. Nhưng mà bắt thì bắt là phải mang ra tòa. Khi mang ra tòa đó thì phải xử. Đại khái câu chuyện nó xử thế nào nó xử. Khi mà nó xử đó anh, thì nó xử nó có hai cái lựa chọn. Mỹ mà làm việc giỏi lắm anh. Nó có hai cái lựa chọn đó. Một đó là ông chọn ông xử bằng ông tòa. Hai là ông xử bằng jury. Ông tòa là một thằng thôi, jury là đó mấy thằng, 9, 10 thằng, mười mấy thằng nó xử nó giống mình. Thì đó đây là ngày hôm qua đó, là bây giờ cảnh sát nó bắt rồi. Thì ra tòa nó đâu anh, tòa nó là thằng US Senate, tức là cái thượng nghị viện Hoa Kỳ, trăm ông á, mới bầu á. Thì là bây giờ phải mang ra tòa xử. Mà xử như vậy là xử bằng jury đấy, xử bằng bồi thẩm đoàn. Đấy, 500 ông mới xử ông. Nhưng mà ông, nhưng mà cái chuyện đó sao không có xảy ra từ bây giờ đến lúc đó. Từ bây giờ đến cái ngày tuyên thệ là cái việc đó không có xảy ra. Tại vì tức là ông chúa là ông chủ tịch thượng viện đó, thì ông bảo là bây giờ mình trở lại đây, ngày mình sẽ không trở lại Washington đến khi mà kê tài nó quá tổng mới. nó quá ngắn ngày cho nên vì nó không, cái thủ tục nó không có đủ, thế là ông này lại thoát thêm một tội, thoát thêm tội. Thì thế này thưa anh, là cái chuyện hiểu. Cái chuyện là ta làm vậy để làm gì vậy anh, không biết là làm vậy gây thù cho quán đại khái về đây mà. Cái này là chuyện chính trị người Mỹ, tại vì